Ở Rạch Giá, Kiên Giang, giữa trời mưa bão, một tài xế taxi cố gắng chạy thật chậm để che chắn hướng gió thổi mạnh, giúp cho một cụ già dắt xe đạp qua cầu. Câu chuyện tử tế này đã được đăng tải trên mạng xã hội và đã nhận lại được rất nhiều lời khen ngợi, ủng hộ từ nhiều người. Theo người đăng đoạn clip chia sẻ, sáng ngày 18 tháng 7, khi anh đang trên đường đưa con đi học, đến đoạn cầu 3 tháng 2, phường Vĩnh Bảo, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, thì mưa lớn và gió rất mạnh. Lúc này ở chiều ngược lại, một chiếc taxi 7 chỗ không rõ biển số của hãng taxi Mai Linh Rạch Giá đang bật tín hiệu đèn ưu tiên chủ động đi với tốc độ rất chậm để che chắn mưa gió cho cụ già đang dắt bộ một chiếc xe đạp qua cầu. Xúc động với việc làm tuy nhỏ nhưng ý nghĩa này, anh đã quay lại và chia sẻ lên mạng xã hội. Hành động của tài xế taxi đã nhận được nhiều lời khen tích cực từ những người xem đoạn clip.